Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ và sau đây sẽ là những vấn đề thời sự, những thông tin nóng nhất trong 24 giờ qua. Thưa quý vị khán giả, trong chương trình bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Chế ra được thuốc điều trị COVID-19 mở ra hy vọng cho toàn thế giới chấm dứt đại dịch. Việt Nam chuẩn bị kịch bản ca mắc COVID-19 cao hơn, cần bổ sung uống thuốc nam. Thừa Thiên Huế sẽ đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng tàu hỏa miễn phí. Việt Nam lên tiếng về tình hình gây rối trật tự tại Cuba. Trên đây là toàn bộ phần điểm tin, ngay sau đây là phần tin chi tiết. Chế ra được thuốc uống điều trị COVID-19, mở ra hy vọng cho toàn thế giới chấm dứt đại dịch. Mỹ đang thử nghiệm giai đoạn 3 loại thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống và có thể đưa ra thị trường vào cuối năm nay. Đây là một tin vui với tất cả người dân trên toàn thế giới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Loại thuốc kháng virus có tên Monopiravir của Mỹ đang là ứng viên tiềm năng nhất cho hy vọng chấm dứt đại dịch COVID-19 trong tương lai gần. Thuốc Monopiravir được phát triển bởi sự hợp tác giữa hai công ty Rizabel của Đức và Merck của Mỹ. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã hoàn tất với hiệu quả là 100% trên các bệnh nhân COVID-19. Sau 5 ngày, tải lượng virus của các bệnh nhân xuống thấp đến ngưỡng không lây lan. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cũng gần đến chặng cuối với hiệu quả rất tốt. Dự kiến sẽ có kết quả ngay trong mùa thu năm nay. Nếu quá trình nghiên cứu suôn sẻ, thuốc Monopiravir sẽ được đưa ra thị trường trong 4 đến 5 tháng tới. Loại thuốc này được nghiên cứu dựa trên thuốc gốc chống lại virus cúm, có tác dụng ức chế sự sao chép của các virus RNA, trong đó có SARS-CoV-2, khiến virus không nhân lên và bị đào thải rất nhanh, giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Đặc biệt, thuốc có rất ít tác dụng phụ, phổ biến là nhức đầu, mất ngủ. Monopiravir sử dụng dễ dàng qua đường uống, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 giai đoạn đầu. Theo đó, mỗi bệnh nhân sẽ uống 2 liều mỗi ngày và duy trì trong 5 ngày ngay tại nhà. Nếu nghiên cứu giai đoạn 3 thành công, trong tương lai, việc điều trị SARS-CoV-2 sẽ giống như điều trị các loại cúm khác. Hiện tại, chính phủ Mỹ đã chi khoảng 1,2 tỷ USD để mua 1,7 triệu liều thuốc Monopiravir sử dụng cho các bệnh nhân COVID-19. Nếu kết quả thành công, FDA của Mỹ sẽ cấp phép cho loại thuốc này. Từ tháng 3 năm ngoái, sau khi phát hiện hàng triệu con trồn bị chết hàng loạt tại các trang trại ở Hà Lan và Na Uy do một chủng coronavirus, nhóm nghiên cứu đã cho trồn sử dụng thuốc Monopiravir. Kết quả không phát hiện virus trong các con trồn bị bệnh sau 24 giờ. Từ kết quả đó, nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển, nâng cấp thuốc Monopiravir để thử nghiệm trên người. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, phòng thí nghiệm Hetero của Ấn Độ cũng đang xin cơ quan quản lý cấp phép thuốc Monopiravir để sử dụng trong chương trình khẩn cấp sau khi nghiên cứu thử nghiệm ban đầu cho thấy thuốc có tác dụng giảm tỷ lệ nhập viện và tăng tốc độ hồi phục của các bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Việt Nam chuẩn bị kịch bản ca mắc COVID-19 cao hơn, cần bổ sung uống thuốc nam. Việt Nam đang xây dựng kế hoạch thu dung tiếp nhận 100.000 bệnh nhân COVID-19, đồng thời điều chỉnh phác đồ điều trị. Đây là thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến phòng chống COVID-19 sáng ngày 16 tháng 7. Ông Khuê cho biết, trên cơ sở phân tích 9.400 bệnh nhân COVID-19, trên tổng số là 32.000 bệnh nhân đang điều trị tại đợt dịch lần này, nhận thấy tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ vẫn chiếm trên 80%. Số ca thở oxy gọng kính chỉ chiếm 5,3%, thở máy không xâm nhập chiếm 0,17%, thở máy xâm nhập 1,3% và can thiệp ECMO là 0,2%. Chỉ có từ 10 đến 20% bệnh nhân từ trung bình diễn biến nặng. Tuy nhiên, do số lượng ca mắc mới hàng ngày đông nên con số này tăng nhanh. Vì vậy, các cơ sở y tế phải chuyển từ bị động sang chủ động. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng lập kế hoạch để có thể thu dung tiếp nhận 100.000 bệnh nhân COVID-19 và đẩy mạnh năng lực của các bệnh viện vùng. Nguyên tắc điều trị hiện nay vẫn là 4 tại chỗ, phân tầng điều trị theo diễn biến bệnh để tránh quá tải. Cụ thể, người bệnh không triệu chứng, mức độ nhẹ điều trị tại các cơ sở điều trị ban đầu, bệnh viện dã chiến. Mức độ vừa đưa vào quận, huyện hoặc các khoa truyền nhiễm của bệnh viện tỉnh. Mức độ nặng, nguy kịch chuyển bệnh viện tỉnh, bệnh viện truyền nhiễm, trung tâm ICU. Ca bệnh quá khả năng, chuyển tuyến lên các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện chuyên khoa của Trung ương. Ông Khuê đề nghị các bệnh viện phải chú ý các điều kiện chăm sóc y tế, đặc biệt quan tâm tới tình hình oxy, máy thở, hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong. Tất cả các khu vực điều trị đều cần có oxy. Khu vực điều trị bệnh nhân nhẹ cũng cần phải chuẩn bị sẵn oxy, phòng trường hợp bệnh nhân nhẹ nhưng có bệnh nền dễ chuyển nặng.
Các tỉnh bố trí tối thiểu ở bệnh viện hạng 2, hạng 3 phải có hệ thống oxy trung tâm để đảm bảo thở mặt nạ, thở oxy dòng cao, Phó giáo sư Khuê lưu ý. Theo Bộ Y tế, hiện tổng lượng oxy vẫn đảm bảo nhưng một số nơi phải tăng điều phối, xây dựng lại phương án. Một số địa phương có nguy cơ thiếu oxy nếu dịch xảy ra cục bộ. Để giảm tải cho các cơ sở điều trị, Bộ Y tế đã cho phép xây dựng phác đồ mới, cho phép xuất viện sau 10 ngày nếu không có triệu chứng và âm tính 2 lần liên tiếp, cách nhau tối thiểu 24 giờ hoặc nồng độ virus thấp. Trong khi trước đây, quy định chung là phải điều trị ít nhất 14 ngày với tất cả bệnh nhân và chỉ xuất viện sau 2 lần âm tính. Ngoài ra, trong phác đồ mới, Bộ Y tế cho phép các cơ sở y tế sử dụng thuốc chống đông máu corticoid sớm trên các bệnh nhân có diễn biến trung bình ngay cả khi không làm được xét nghiệm đông máu. Đồng thời có thể xem xét sử dụng kháng thể đơn dòng với bệnh nhân nặng khi hội đồng chuyên môn cho phép. Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Y tế cho phép sử dụng thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19. Xuyên tâm liên còn có tên là công cộng, hùng bút, nguyên cộng, lam khái liên, cây lá đắng, khô đảm thảo, nhất kiến kỷ, cỏ đắng, cỏ Ấn Độ, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Đây là phương thuốc rất kinh điển trong những năm đất nước còn nghèo khó, từng dùng để chữa bách bệnh. Vừa qua, một số nước đã đưa vào điều trị và thấy có hiệu quả, nên chúng ta có thể đưa vào điều trị trên những bệnh nhân ít triệu chứng, thể nhẹ kết hợp cùng với nâng cao thể trạng, dinh dưỡng, ông Khuê nói. Ngoài ra, các trường hợp F1 cách ly tại nhà có dấu hiệu mệt mỏi cũng có thể xem xét sử dụng vị thuốc này. Bộ Y tế đã giao cho Cục Y Dược Cổ truyền kết hợp với Cục Khoa học Đào tạo làm đề cương thử nghiệm lâm sàng trên một số lượng nhất định, sau đó sẽ báo cáo hội đồng chuyên môn để tiếp tục đánh giá. Nếu hiệu quả, sẽ được sử dụng ở phạm vi rộng. Thừa Thiên Huế sẽ đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng tàu hỏa miễn phí. Dự kiến vào tuần sau, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ triển khai kế hoạch đón người dân trở về quê bằng đường tàu hỏa và sẽ được cách ly không thu phí. Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cho biết, tỉnh đã làm việc và cơ bản thông qua kế hoạch đón người dân đang gặp khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh về địa phương cách ly. Dự kiến, những người dân đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng ký trở về quê và được đón trong đợt 1 vào tuần sau. Dự kiến, tỉnh sẽ đón khoảng 300 công dân trong đợt này. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đang làm việc với ngành đường sắt để xin một chuyến tàu đón bà con từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến người dân sau khi được đón về quê sẽ được cách ly tại khu cách ly tập trung T5 đóng ở thị xã Hương Thủy. Dự kiến toàn bộ chi phí vé tàu trên hành trình hồi hương của người dân sẽ được miễn phí. Đồng thời sau khi về quê và được cách ly tập trung, theo quy định, người dân cũng được hỗ trợ miễn phí ăn uống, sinh hoạt trong khu vực cách ly. Chúng tôi đang cố gắng kiểm tra toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất để đón bà con về quê an toàn, ông Bình cho biết. Việt Nam lên tiếng về tình hình gây rối trật tự tại Cuba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách bao vây cấm vận Cuba trong gần 60 năm qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm ngày 16 tháng 7 trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam liên quan tới tình hình gây rối trật tự tại Cuba ngày 11 tháng 7 vừa qua. Người phát ngôn thông tin, chúng tôi được biết ngày 11 tháng 7 vừa qua đã xảy ra một số cuộc biểu tình gây mất trật tự ở Cuba, nhưng tình hình đã ổn định trở lại ngay sau đó. Việt Nam luôn quan tâm và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua khó khăn kinh tế xã hội hiện nay do đại dịch COVID-19 và hậu quả của bao vây cấm vận, thực hiện thành công quá trình cập nhật hóa, mô hình kinh tế xã hội, phát huy các thành tựu to lớn của đất nước về giáo dục, y tế và khoa học công nghệ. Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của Cuba dành cho Việt Nam trước đây vào những lúc khó khăn nhất. Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và hỗ trợ nhân dân Cuba trong khả năng của mình. Việt Nam kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương về kinh tế và tài chính chống Cuba. Các biện pháp bao vây cấm vận trong gần 60 năm và được thắt chặt trong thời gian qua chỉ làm trầm trọng hơn các khó khăn kinh tế xã hội của nhân dân Cuba. Mỹ cần có bước đi cụ thể hơn theo hướng bình thường hóa quan hệ với Cuba vì lợi ích của nhân dân cả hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.